Sau sinh, rất nhiều mẹ tìm cách giảm mỡ bụng để vòng hai trở nên thon gọn và săn chắc hơn. Trong đó, giảm mỡ bụng sau sinh mổ bằng muối là phương pháp được nhiều mẹ lựa chọn. Giảm mỡ bụng sau sinh mổ bằng muối không chỉ hiệu quả mà còn được đánh giá là an toàn và không xâm lấn. Dưới sức nóng của muối, mỡ thừa ở vùng cơ thể này sẽ được đánh tan. Nhờ vậy, cải thiện được tình trạng vòng hai xổ xề, chảy xệ, kém thon gọn. Không chỉ giảm mỡ bụng, chứa muối còn giúp mẹ sau sinh tẩy da chết ở vùng bụng và giúp lỗ chân lông ở vùng cơ thể này được giãn nở ra. Nhờ đó, khi bôi kem dưỡng thì kem sẽ thẩm thấu tốt hơn, giúp vùng da này được mềm mại, mịn màng và làm mờ vết rạn da hiệu quả. Chữa muối nóng còn là phương pháp hỗ trợ mẹ sau sinh điều trị một số bệnh và vấn đề về sức khỏe. Chẳng hạn, mẹ bị đau bụng sau sinh có thể dùng muối hột rang nóng cho vào túi vải rồi chườm lên bụng, cảm giác đau sẽ thuyên giảm. Hay mẹ bị đau nhức xương khớp vùng vai gáy, lưng, khớp chân tay cũng có thể chườm muối nóng để giảm đau. Sau 6 tuần sau sinh, khi tử cung và các cơ quan sinh dục đã trở lại bình thường thì mẹ có thể thực hiện giảm mỡ bụng sau sinh mổ bằng muối. Mẹ cũng không cần quá lo lắng phương pháp này có ảnh hưởng đến vết mổ hay không, vì nếu thực hiện đúng cách thì vết mổ sẽ không bị ảnh hưởng.